Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay. Sau phần tin công nghiệp và thương mại trong tuần, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sản xuất và ứng dụng thành công thuốc tuyển quặng apatit trong mục ngành công thương với khoa học công nghệ và phóng sự phát triển thị trường cho hàng nông sản thực phẩm trong mục xúc tiến thương mại. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Liên Chính phủ về Hợp tác Kinh tế Văn hóa Khoa học và Kỹ thuật giữa Việt Nam và Venezuela đã được tổ chức thành công tại Hà Nội, Việt Nam. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam dẫn đầu, và đoàn Venezuela do Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Bộ Công xã và các vấn đề xã hội, ông Elias Daua dẫn đầu. Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3 của Ủy ban Liên Chính phủ, hai bên đã rà soát kiểm định tình hình thực hiện các dự án hợp tác trong một số lĩnh vực như là nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, chiếu sáng, sản xuất bóng đèn tiết kiệm năng lượng và dầu khí. Hai bên đã thống nhất được nhiều biện pháp để tái khởi động nhiều dự án hợp tác giữa hai nước và khẳng định các nhà lãnh đạo Venezuela luôn quan tâm đến việc tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Kết thúc kỳ họp, hai bên cũng đã ký kết được hiệp định bổ sung hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bolivaria Venezuela về hợp tác trong lĩnh vực thương mại. Vừa qua, Cục Thương mại Điện tử và Công nghệ Thông tin Bộ Công Thương đã phối hợp với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam tổ chức hội thảo Phát triển thương mại điện tử trên nền tảng di động năm 2015. Việc phát triển và ứng dụng các giải pháp thương mại điện tử trên nền tảng công nghệ di động để hỗ trợ hoạt động kinh doanh đang trở thành một xu thế mới của thương mại điện tử Việt Nam và thế giới. Thời gian qua, hoạt động này tại Việt Nam đã phát triển nhanh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, thương mại điện tử trên di động cũng không vượt ngoài khuôn khổ những giá trị thương mại truyền thống. Khi chất lượng dịch vụ là cốt lõi, các hạ tầng hỗ trợ cho thương mại điện tử như thanh toán, chuyển phát cũng cần được các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước quan tâm đầu tư phát triển, góp phần chắp cánh cho lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương vừa phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư Du lịch ASEAN Nhật Bản tổ chức hội thảo tư vấn thiết kế sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ sang thị trường Nhật Bản. Lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, năm 2014, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt kim ngạch 122,9 triệu đô la Mỹ vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy, để đẩy mạnh xuất khẩu ngành hàng này trong thời gian tới, doanh nghiệp Việt Nam cần phải tìm hiểu kỹ hơn về thị hiếu người tiêu dùng của Nhật Bản thông qua tham dự hội thảo, hội nghị, hỗ trợ triển lãm chuyên ngành tại Việt Nam cũng như ở Nhật Bản để sản xuất ra những mặt hàng phù hợp. Các doanh nghiệp đặc biệt lưu ý tới khâu thiết kế mẫu mã, sản phẩm đáp ứng được yếu tố độc đáo, truyền thống và thuận tiện cho người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, nguồn nguyên liệu chính để sản xuất phân lân có tổng trữ lượng khoảng 2.550 triệu tấn các loại trong bể quặng apatit Lào Cai, trong đó có khoảng 823 triệu tấn quặng loại 2. Với trữ lượng quặng lớn như vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng các loại thuốc tuyển quặng phù hợp và hiệu quả trong sản xuất có ý nghĩa rất lớn. Với 14 trung tâm khoa học trực thuộc và các xưởng thực nghiệm phòng ban, trong những năm qua, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu nhiều đề tài có giá trị về doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Các công nghệ mà viện nghiên cứu đều ứng dụng trong thực tế sản xuất, trong đó có thể kể đến trung tâm nghiên cứu và triển khai các sản phẩm tuyển quặng. Đây là trung tâm đã nghiên cứu thành công đề tài nghiên cứu quy trình công nghệ tuyển và sản xuất tuyển quặng apatit Lào Cai nhằm tìm ra loại thuốc tuyển quặng có độ chọn lọc cao đối với thành phần apatit, làm tăng độ chọn lọc cho thuốc tuyển quặng nổi apatit trong sản xuất. Một vài năm nay chúng tôi chuyển sang cái cơ chế mới, tức là cơ chế tự chủ, cơ chế 115. Một cái cơ chế này thì nó cởi trói rất nhiều cho các nhà khoa học, đặc biệt là trong cái việc mà triển khai sản xuất kinh doanh. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục là duy trì ở cái mức độ là các cái công trình nghiên cứu khoa học. Và chúng tôi chú trọng các cái công trình nghiên cứu nào mà có tính chất khả thi, có khả năng là triển khai ra sản xuất. Ví dụ như là thuốc tuyển quặng hiện nay thì một năm này chúng tôi doanh thu được khoảng 60 tỷ đồng. Các cái sản phẩm của các đề tài khác nữa là chúng tôi cũng đang từng bước đi vào thị trường. Từ năm 2009, Viện Khoa học Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Trường Đại học Mỏ Địa chất nghiên cứu tìm ra thuốc tuyển quặng 2. So với quặng apatit loại 3, việc tuyển quặng apatit loại 2 khó khăn hơn nhiều. Do trong mạng lưới tinh thể của quặng 2 cũng có chứa canxi 2+, cùng có hoạt tính tuyển nổi,
bề mặt tinh thể của chúng có những đặc tính điện hóa rất giống nhau nên việc tách riêng chúng ra khỏi nhau bằng loại thuốc tuyển quặng 3 không giải quyết được. Vì vậy, việc cần thiết tìm ra một loại thuốc tuyển quặng có độ chọn lọc cao đối với thành phần apatit để làm tăng tính chọn lọc cho thuốc tuyển quặng nổi quặng apatit loại 2, Viện Khoa học Công nghệ đã tích cực nghiên cứu chế tạo thuốc tập hợp tuyển quặng trên cơ sở các chất ankin 1, hydroxamic acid AHA, một loại thuốc tuyển quặng có độ chọn lọc cao. Chúng tôi đã nghiên cứu để tuyển nổi ngược hai giai đoạn. Cái quặng apatit loại 2, vì đặc biệt cái quặng apatit loại 2 của Việt Nam là nó rất là khó tuyển. Tất cả các cái quy trình mà tuyển ở trên thế giới thì hầu như áp dụng vào Việt Nam là đều không thành công. Nên là chúng tôi phải nghiên cứu ra một cái loại quy trình đặc biệt, vừa là cái thuốc tuyển cũng phải là tốt hơn. Việc ứng dụng thành công thuốc tuyển quặng do Viện Khoa học Công nghiệp nghiên cứu tại công ty Apatit Việt Nam không những giải bài toán khó khăn về kinh tế mà còn góp phần không nhỏ vào việc phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam. Quá trình sử dụng loại thuốc tuyển luyện hóa thì ngoài cái việc đảm bảo cái hiệu quả tuyển nổi thì lợi ích kinh tế của công ty Apatit Việt Nam, đặc biệt là cái giá thành về thuốc tuyển của viện hóa cũng là cái giá thành mà chúng tôi có thể đảm bảo để sản xuất có hiệu quả. Dù là điều kiện còn nhiều khó khăn trong nghiên cứu, trong sản xuất, nhưng chất lượng của thuốc tuyển viện hóa ngày một được nâng cao và gần đây cái tính ổn định rất là tốt. Hơn thế nữa, Viện Khoa học Công nghiệp trong quá trình cung ứng cái thuốc tuyển của chúng tôi thì thường xuyên hàng tháng đều cử chuyên gia, các cán bộ kỹ thuật lên cùng với chúng tôi khảo sát, đánh giá tình hình nguyên liệu và từ đó nghiên cứu để có những cái chế độ công nghệ phù hợp nhằm đảm bảo cho công ty Apatit Việt Nam hoạt động ổn định. Kết quả cho thấy sử dụng thuốc tuyển quặng do Viện Khoa học Công nghiệp Việt Nam chế tạo để tuyển quặng apatit loại 2 Lào Cai đã mở ra một hướng đi mới trong công tác khai thác và chế biến quặng apatit tại Việt Nam, hứa hẹn đem lại lợi ích rất lớn không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả về mặt xã hội. Quặng apatit có vai trò không thể thay thế trong công nghiệp sản xuất phân bón và các sản phẩm chứa phân lân ở nước ta. Quặng nghèo loại 2, loại 3 và loại 4 có trữ lượng lớn ở nước ta, trong đó quặng loại 2 có thể sản xuất được ngay nhưng quặng loại 3 và loại 4 phải làm dầu mới sử dụng trong công nghiệp. Việc Viện Khoa học Công nghiệp thành công trong nghiên cứu và sản xuất tuyển quặng loại 2 và loại 3 đã góp phần không nhỏ trong khai thác và sử dụng quặng apatit đáp ứng nhu cầu sản xuất phân bón và các sản phẩm chứa lân từ nay đến năm 2020, đồng thời tạo ra một khối lượng lớn quặng tinh để xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, năm 2015, với việc hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, khi nhiều dòng thuế xuất sẽ giảm mạnh, thậm chí xuống còn 0%, thì việc mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ trong nước, ngành nông sản thực phẩm của Việt Nam sẽ đứng trước những vận hội lớn nhưng cũng chịu không ít những áp lực cạnh tranh. Năm 2014, tổng giá trị nông sản thực phẩm xuất khẩu đạt trên 30,86 tỷ đô la Mỹ. Ngoài những thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc v.v., nông sản và thực phẩm Việt Nam đã tiếp cận thành công với thị trường khó tính nhưng giàu tiềm năng là Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ v.v. Thêm vào đó là những tác động tích cực của các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương dự kiến sẽ được Việt Nam ký kết trong thời gian tới với nhiều đối tác, khu vực, quốc gia và vùng lãnh thổ như hiệp định FTA Việt Nam-EU, FTA Việt Nam-Hàn Quốc. Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho xuất khẩu đối với nông sản và ngành nông nghiệp thực phẩm của Việt Nam. Để góp phần hỗ trợ ngành này đứng vững ở thị trường trong nước và phát triển mở rộng thị trường xuất khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjade đã tổ chức triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2015 Việt Nam Food Expo 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 5 năm 2015. Dự kiến thì hội chợ sẽ thu hút khoảng độ 500 gian hàng với sự tham gia của khoảng độ 300 doanh nghiệp từ trên 30 tỉnh, thành phố, địa phương trong cả nước. Và đặc biệt là sự tham gia của các đại diện từ khoảng độ 15 nước vùng lãnh thổ tham gia vào hội chợ này. Đây sẽ là hội chợ chuyên ngành về nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm có quy mô lớn nhất của cả nước và được tổ chức theo cái mô hình hiện đại của các hội chợ quốc tế. Triển lãm Việt Nam Food Expo 2015
là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm góp phần thực hiện chủ trương của chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, xúc tiến xuất khẩu và phát triển thị trường trong nước. Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí tham gia thuê gian hàng để hỗ trợ. Thứ hai là các doanh nghiệp sẽ được hưởng cái quá trình chúng ta ban tổ chức thực hiện công tác phổ biến, quảng bá và giới thiệu cho hội chợ. Bên cạnh việc trưng bày giới thiệu sản phẩm thì chúng tôi nhân dịp này còn tổ chức các hội thảo về công nghiệp chế biến thực phẩm, hội thảo về cái công nghiệp mà kinh doanh và phát triển đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh chế biến hàng nông sản, thủy sản ở Việt Nam nói chung. Và do vậy thì kỳ hội chợ lần này không chỉ gói gọn là một hội chợ thương mại mà nó còn có tác dụng như một diễn đàn thu hút đầu tư, giới thiệu một cách tổng quan về nhu cầu cũng như là tiềm năng phát triển các cái lĩnh vực sản xuất chế biến nông sản, thủy sản và công nghiệp thực phẩm của Việt Nam. Theo ban tổ chức, triển lãm lần này sẽ quy tụ các thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm tham gia trưng bày và giới thiệu các sản phẩm thuộc các ngành như rau quả, chè, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, thủy sản nguyên liệu và thủy sản chế biến, rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo các loại, thực phẩm đóng hộp, sản phẩm chăn nuôi, thiết bị máy móc hàng công nghiệp thực phẩm v.v. Thì tôi thấy rằng là cái chương trình này cũng rất là hay, bởi vì nó cũng sẽ mang lại cho các cái doanh nghiệp mà chế biến của tỉnh có cái điều kiện để mà tiếp cận với các nhà nhập khẩu các cái sản phẩm của mình, thì để mới mở rộng thêm thị trường. Và đặc biệt là trong cái chương trình đó nó có thêm cả một số cái hoạt động về một số cái giới thiệu luôn cả một số cái thiết bị về chế biến, thì cái này cũng để cho các doanh nghiệp mình tiếp cận một số cái thiết bị tiên tiến để có thể là thay đổi một số cái thiết bị của mình cho nó phù hợp và nó có hiệu quả hơn. Tỷ trọng chủ yếu là chúng tôi xuất khẩu các mặt hàng nông sản, rau quả, thực phẩm. Và năm nay thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình xuất khẩu và cái tăng trưởng của chúng tôi năm nay cũng đặt ra một mục tiêu rất là cao. Chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu là trên 20% với tư cách là một nhà xuất khẩu chuyên nghiệp. Trong đó các mặt hàng nông sản, thực phẩm là một hàng mặt hàng xuất khẩu chính của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng cái hội chợ ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 sẽ là một cơ hội rất là tốt để chúng tôi có thể tiếp cận được với những cái khách mua hàng quốc tế đến Việt Nam để tham dự vào cái sự kiện này để tìm kiếm các cái người bán hàng nông sản của Việt Nam. Và chúng tôi là đơn vị xuất khẩu nông sản thì chắc chắn chúng tôi kỳ vọng là sẽ gặp được các cái đối tác, các bạn hàng quan tâm đến cái nông sản Việt Nam. Việt Nam Food Expo 2015 sẽ là cầu nối hiệu quả và uy tín kết nối các nhà sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm Việt Nam với hệ thống phân phối bán lẻ thực phẩm trong nước và các nước nhập khẩu trên thế giới, góp phần quan trọng trong việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp, phát triển thị trường nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ. Bên cạnh đó, triển lãm cũng sẽ đem đến những cơ hội thiết thực nhất giúp các doanh nghiệp và đối tác gặp gỡ, trao đổi, hợp tác và chuyển giao công nghệ mới nhằm tăng năng suất lao động, chất lượng, an toàn và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững, ổn định cho ngành nông, thủy sản và công nghiệp thực phẩm của Việt Nam.